thì cái chỗ trạng thái này như thế nào thì quý anh chị các bạn sẽ nên đọc qua cái phía dưới hướng dẫn này ghi chú này trạng thái này sẽ có những cái dạng như kiểu là không hoặc là đang xả hàng hoặc là gom đang gom hàng thì tất cả những cái trạng thái này sẽ được thông báo ở đây thì cái hệ thống thông báo trạng thái này trạng thái nó đang gom hàng đang xả hàng thì sẽ là do cái thuật toán của bên mình nó được cung cấp nhá và bên mình đã tích hợp cái thuật toán vào trong website để tự động tính toán thôi ạ nó không có cái gì cả nên là các bạn cũng không nhất thiết là phải hỏi sâu về những cái tình trạng thái. trạng thái này làm gì, tại vì mình đã ghi chú ở đây hết rồi. thì đó cũng chỉ là một cái thuật toán để mình tính và mình nhận biết thôi, không có gì cả. Vâng, xin chào tất cả quý nhà đầu tư, thì rất vui đã được gặp quý anh chị và các bạn trong video này. Thì vừa rồi bên mình đã phát hành CharingProof phiên bản web. Thì đây chính là CharingProof phiên bản web. Thì quý anh chị các bạn sẽ truy cập vào đường link nằm trong phần mô tả của video nhé. Sau đó vào trong đấy thì chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản và đăng nhập vào trong đó để sử dụng dịch vụ nhé. Thì hiện tại cái hệ thống này trên website đang được miễn phí sử dụng đến ngày 18 tháng 5. Thì đây là một vài cái thống kê từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2011 cho đến hiện tại. Thì thời điểm cho đến hiện tại chỉ có tổng có 69 lệnh khuyến nghị được uh, thực hiện trong này. Thì trong đó thì hiện tại đang mở có 16 lệnh và đây là những cái tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận như thế nào đấy. Hay là cái cái ngày nắm giữ trung bình thì được thống thống kê time ở trong này luôn. Thì những cái ngày nào mà thay đổi thì tất nhiên là cái chỗ phía bên ngoài này nó cũng sẽ được thay đổi nhé. Thì quý anh chị và các bạn cứ đăng kiếm cái tài khoản bình thường thì sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ đăng nhập xem. Rồi đây là sau khi quý anh chị các bạn đăng ký tài khoản xong thì à, bên trong sẽ có như thế này luôn. Trong quý anh chị các bạn nó sẽ thống kê những cái biểu đồ, những cái lãi lỗ, những cái lệnh đang mở này, lãi lỗ trong thời gian qua hay thế nào thì chỗ này sẽ thống kê 3 tháng trước luôn ạ. Như tại thời điểm là tháng 5 thì sẽ thống kê luôn tháng 5 Và đây là những cái mã đã đóng thống kê tỷ lệ lãi lỗ ở bên này luôn ạ, sẽ được cập nhật hàng ngày luôn. Tất cả những cái biểu đồ, những cái thông tin này sẽ được cập nhật hàng ngày luôn ạ thì phía dưới này sẽ là một vài cái thống kê khác cho quý anh chị và các bạn ví dụ như những cái ngành nắm giữ hoặc là những cái tỷ lệ trung bình có nghĩa là cái này sẽ thống kê một vài cái thông tin khác khác với khác ở phía bên ngoài một chút ví dụ như có cả à, khuyến nghị Dựa như có cả lợi nhuận trên một khuyến nghị này những cái mã đang mở thì trung bình những cái mã đang mở nhìn theo thì trong này nó sẽ khuyến nghị thì trong này nó sẽ khuyến nghị rõ ràng hơn thì tốt nhất là quý anh chị các bạn sẽ nên đọc cái hướng dẫn này trước khi, trước khi chúng ta sử dụng cái trong web này thì đây là một vài cái hướng dẫn để quý anh chị có thể là tham khảo ở đây và xem và đọc thêm một vài cái những cái hướng dẫn nằm trong này quý anh chị cần để xem thêm ạ thì sau khi xem những cái hướng dẫn như thế thì quý anh chị các bạn sẽ nên cập nhật cái thông tin cá nhân này à, cái vị trí thông tin cá nhân này nếu mà chưa cập nhật tên thì nó sẽ hiện tên đăng nhập ở đây còn nếu mà mà đã cập nhật tên thì chỗ này sẽ hiện tên như thế này luôn đó thì tại đây quý anh chị và các bạn có thể là cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại hoặc là có thể là nếu mà hết hạn thì chúng ta có thể gia hạn luôn hoặc là chúng ta có số dư để chúng ta có thể rút về thì chúng ta có thể rút tiền tại đây hoặc là đổi mật khẩu thì đều nằm trong này hết nhá. <laughs> thì quý anh chị tốt nhất là các bạn sẽ nên cập nhật những cái thông tin này bởi vì bởi vì những cái thông tin này sẽ là những cái thông tin cơ bản để quý anh chị các bạn nếu mà để mất mật khẩu thì chúng ta sẽ khôi phục lại mà. Tiếp đến là những cái danh mục này thì tại cái phần danh mục này thì cái danh mục này quý anh chị và các bạn thích thêm cổ phiếu nào cũng được tùy quý anh chị cơ bản là cái này nó chỉ là theo dõi thôi, nó chỉ là giống như kiểu một cái theo dõi gì đấy. Nó có cái trạng thái ở đây. Ví dụ mình thêm cổ phiếu HBG hoặc là cái gì đó thì thêm vào đây thì tùy quý anh chị nhá. Thì mỗi cá nhân của chúng ta sẽ thì mỗi cá nhân mỗi một tài khoản sẽ à, thêm được tối đa là 5 cổ phiếu. Ví dụ mình sẽ thêm một cổ phiếu vào đây đi. Đây thì à, sau khi thêm vào đây thì quý anh chị và các bạn sẽ hiện những cái thông tin nằm trong này và tất cả những cái giá trị cập nhật này, lãi lỗ cập nhật tỷ lệ phần trăm lãi lỗ này sẽ được theo thời gian thực trong uh, lúc giờ giao dịch luôn nhé, giá trên thị trường thay đổi như thế nào thì trong này nó đều là uh, cập nhật thay đổi luôn ạ, thì cái chỗ trạng thái này như thế nào thì quý anh chị các bạn sẽ nên đọc qua cái phía dưới hướng dẫn này, ghi chú này trạng thái này sẽ có những cái dạng như kiểu là không hoặc là đang xả hàng hoặc là gom đang gom hàng thì tất cả những cái trạng thái này sẽ được thông báo ở đây. Thì cái hệ thống thông báo trạng thái này, trạng thái nó đang gom hàng hay đang xả hàng thì sẽ là do cái thuật toán của bên mình nó được cung cấp nhá và bên mình đã tích hợp cái thuật toán vào trong website để tự động tính toán thôi ạ à. nó không có cái gì cả nên là các bạn cũng không nhất thiết là phải hỏi sâu về những cái tình trạng thái. trạng thái này làm gì tại vì mình đã ghi chú ở đây hết rồi thì đó cũng chỉ là một cái thuật toán để mình tính và mình nhận biết thôi không có gì cả à, tiếp đến nữa là cái giao dịch này thì giao dịch này cũng không có gì cả cái giao dịch này thì là thì sau khi chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ được cung cấp một tài khoản để mua và có số dư là 500 triệu thì chúng ta có thể là giao dịch thử ở trên này thì cái giao dịch này quý anh chị các bạn có thể là giả thích giao dịch cái gì cũng được hoặc là uh, giao dịch những cái mà đã khuyến nghị trên website thì quý anh chị các bạn có thể giao dịch theo bên này thì cái này nó cũng sẽ retime theo thời gian thực sẽ được đặt lệnh vào thời gian nào ví dụ như từ À, thời gian này trở đi thì sẽ không được đặt lệnh thì cái chỗ à, đặt lệnh mua này sẽ bị ẩn đi và nó không có giá trị cho chúng ta nữa được không ạ rồi những cái lệnh hủy lệnh khớp này các kiểu thì à, bình thường sẽ sau cái khoảng thời gian này thì thì bên mình sẽ duyệt những cái lệnh mua bán này còn nếu mà không thì hệ thống sẽ tự động khớp theo thời gian thực luôn thì cái chỗ này bên tab nắm giữ này thì những cái cổ phiếu đã khớp nó sẽ tự động chuyển sang bên này hết ạ à. nó sẽ chuyển sang bên này đang nắm giữ thì bên này là những cái cổ phiếu đã khớp thì bình thường trong một hai phiên gần đây thì những cái cổ phiếu đang khớp hoặc là đang khuyến nghị à, à, đang mua ở đây nằm trong trạng thái này thì sẽ nằm trong này hết và tất nhiên là những cái cổ phiếu đã khớp thì nó sẽ chuyển sang bên nắm giữ này thì đây là một vài cái thông tin khuyến nghị của những cái phiên hôm trước thì sẽ được hiển thị trong này luôn à, tiếp đến là nạp à, tiền này gia hạn này một vài cái chi tiết này thì quý anh chị các bạn có thể để xem sau thì tiếp đến là những cái chi tiết nó hoạt động ở trong này nó khá là nhỏ ví dụ như bảng giá chẳng hạn quý anh chị các bạn sẽ bấm vào chỗ bảng giá tại trên mỗi bảng khuyến nghị mua mới này này mua mới này khuyến nghị bán này đều có bảng giá kèm theo thì quý anh chị các bạn bấm vào chỗ bảng giá này thì tại cái bảng giá này nó sẽ loát cho quý anh chị những cái cổ phiếu của cái bảng đó của cái ví dụ như có khuyến nghị bán hai cổ phiếu này thì chỗ quý anh chị các bạn bấm vào đó thì nó sẽ tự động lót hai cổ phiếu này và cái bảng giá này cũng sẽ real time theo thời gian thực ví dụ như quý nghị mới thì nó sẽ hiển thị hiển thị quý nghị mới hiện tại đã khớp hay chưa đang là chờ khớp thì nó sẽ uh, hiển thị trong này thì tất nhiên là cái kết quả khớp hay chờ khớp hay không thì sẽ được cuối phiên biện mình xét duyệt kết quả chính xác cập nhật sẽ được duyệt ạ à, hay là bảng giá khuyến nghị mua cũng sẽ có khuyến nghị kèm theo vì một vài cái thông tin nữa ví dụ như ở đây quý anh chị bấm vào cái cổ phiếu mà trên khuyến nghị này mua tại cái bảng mua này cũng có thể bấm được và trên bảng bán cũng có thể bấm được nhưng chị các bạn chỉ cần bấm vào cái tên cổ phiếu này, này thì nó sẽ lướt loát cái thông tin chi tiết của cái cổ phiếu đó à, trong của cái phiên hôm đấy giao dịch thì những cái cổ phiếu này nó sẽ hiển thị số lượng lệnh mua lệnh bán này à, mua chủ động như thế nào bán như thế nào thì tất cả những cái này nó cũng đều real time theo thời gian thực luôn ạ à. thì tại cái khung cửa sổ này của anh chị các bạn có thể là tìm À, những cái cổ phiếu mà quý anh chị thích xem, là ở đây thì quý anh chị nhập tên cổ phiếu vào đây và nhấn, nhấn tìm kiếm thì cũng sẽ loát cái thông tin đó cho quý anh chị. Không nhất thiết là uh, cái cổ phiếu nằm trên uh, trang chủ cả. đấy ạ. quý anh chị, các bạn thích xem cổ phiếu nào thì nhập vào đây cũng được hết ạ. Uh, tiếp nữa là quý anh chị, các bạn muốn xem những cái má cổ phiếu đang mở thì cứ bấm vào xem tất cả nó sẽ loát như này cho quý anh chị hoặc là những cái mã cổ phiếu đang đóng như thế này, quý anh chị, các bạn có thể bấm như này nó sẽ loát ở đây cho quý anh chị. Nếu mà quý anh chị muốn xem một cái mã bất kỳ nào đó khả năng là nó sẽ nằm trong này, chẳng hạn thì quý anh chị nhập mã tìm kiếm ở đây, thì sau đó nhấn tìm kiếm nó sẽ tìm cho quý anh chị. Còn nếu mà không có thì tất nhiên nó sẽ không hiển thị rồi, không hiển thị kết quả nào rồi ạ. Uh, tiếp nữa là quý anh chị có thể xem biểu đồ nhé. Rồi tại cái danh mục này, là tại cái khung danh mục này, quý anh chị, các bạn sẽ bấm vào chỗ tên cổ phiếu thì cũng sẽ mở biểu đồ cho quý anh chị như này nó biểu đồ hoàn toàn mở như này theo thời gian thực luôn ạ à. cũng có thể mở như này có thể xem biểu đồ luôn tất cả những cái đấy có thể xem biểu đồ hoặc là bảng giá tại trên bảng giá quý anh chị các bạn bấm vào chỗ um, tên cổ phiếu thì cũng sẽ mở biểu đồ cho quý anh chị xem luôn trong thời gian thực đấy ạ à. đây cũng mở biểu đồ luôn cho quý anh chị tất cả đều có biểu đồ kèm theo tiếp đó là quý anh chị các bạn có thể là giao dịch cái tài khoản demo trên đấy có thể giao dịch thử cũng tùy quý anh chị thích mua bán cái gì tùy cái demo là do quý do quý anh chị thích làm gì thì làm thì sắp tới là mình cũng sẽ hiển thị xếp hạng những cái uh, account mà giao dịch đề mua có lợi nhuận cao thì sẽ xếp hạng xếp vào đây hết ạ thì sẽ hiển thị trong này uh, rồi đấy là một vài cái chi tiết để sử dụng cái trading phiên bản web này thì nếu mà có gì thắc mắc thì quý anh chị các bạn có thể là comment xuống phía dưới video hoặc là inbox trực tiếp mình trên fanpage nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau